Tân xin chào cô chú anh chị đang theo dõi trên kênh Tân nha. Hôm nay là Tân đi chợ ngày 13 tháng 10 của chú anh chị ơi. Hôm nay đi chợ chủ nhật. Hôm nay có lên tôm sắc ngon quá trời luôn. Hôm qua có lên tôm nhỏ luôn. Tôm chản chản. Ngon hết mấy ngon luôn. Tôm đó 85-90 ngàn tôm đó, tôm sò á. Vậy chạy chị bảy 120 con 120 120 nhiêu vậy? 15 kg nha. Nhiêu? 15 mở hàng đi. 15 kg đi. Này gì cá mó mó xám ngon cái gì tư vậy mó trắng này xám nó nhiều à như trăm mấy có hả 115 các bạn cá này lâu lâu mới vô một lần nè rất là tươi luôn cá mày dặn cá này dặn thơm thơm có mấy người dặn mà lâu quá cái chắc nghĩ thèm luôn à. Nè con bự nè hôm nay về cá vàng này vàng biển của chú anh chị cá vàng nó mấy loại cá vàng trong này cũng cá vàng nữa nè này cũng cá vàng nữa nè còn nhiều loại lắm nhiều loại cá vàng lắm con cá khố này con cá khố khố này ngon khố 130 luôn chứ chị mấy nay nó hết mùa nục bông rồi mùa không có đâu nó nục bông nó cũng có mùa nữa đó tháng nó vô đâu được mùa năm vô được đâu chừng tháng hai tháng gì cách nó ngưng không có vô nữa đầu lớn đây 190 hả bây giờ quê bao lâu mới lên lận dạ, em chưa biết nữa. 8 kg đây tám kg năm 190 ngàn bao nhiêu là anh 220 hả còn bao nhiêu ra bắt lấy hết rồi dẹp thai luôn kiếm vòng vòng nãy giờ còn nhiều nữa ta hàng này hàng sống rồi đẹp rồi bự đó nó 2 kg mấy hả cái nào hả còn cái lớn hả cái lớn còn ngon nữa à cái lớn thịt nhiều nữa cái lớn 75 hả này đây hả lấy cho anh 8 kg nha cái kia nhỏ thì 70 cái này hơn 5 ngàn nữa mà cái miếng bự chản chản luôn nè đó lấy cái đi lát sẽ kéo qua lấy cái này lường cá chẽm người cho anh chị nó giàu hết rồi hả nè là lường nhỏ hả lớn không à bữa nay hên sao chủ nhật có hàng vậy mọi bữa thường thường chủ nhật không có gì hả hai 5 kg nha có 8 kg rồi không rồi mình tôm cắt như vậy mắc quá không ai cắt luôn lụm cho em hay vậy lại nhiêu con 23 con hả như cái này 220 lần hả
Dữ vậy. Hôm qua hả? Hôm qua mắc hơn nay nữa hả? Hôm qua bán 2.6. Rưỡi 2.6. Ghê vậy. Tôm thẻ giờ lên quá trời lên luôn. Mắc quá. Mắc quá mắc. Chưa khoảng đó mắc. Nó mua qua 2.2, 2.3. Còn cái này bự nè. Bán quá. Bán nó nổi rồi. Bán nổi rồi hả? Chợ tiệc mà bán không nổi rồi, muốn ngày thường sao bán nổi? Có ý là nói hôm qua nó bán 2.8 luôn. 2.2, 2.3. Mắc bằng tâm số luôn rồi. Bán 2.8, 2.3. Ghê vậy? Bằng tâm số luôn? Ừ. Nói vậy chứ hôm qua là giặt hốt quá trời hốt luôn đó. Ok, 2.8, 2.8, 2.8, 2.8. Ồ. 2.5 con bán 2.4, 2.5, qua bán 2.5. Rồi 30 con nhiêu vậy anh? Hả? 30 con, 35 con rồi nhiêu? Có nói giá thôi à, báo giá thôi chứ không có ba mấy con nữa hả? Ba bốn con làm rồi. Thơm vậy thẻ mắc quá chưa? Đây, cái đợt đầu á. Mày tính nhiều vậy? 103. 103 hả? Này rẻ quá rẻ con chính chị ơi. Ốc này nó vô giá lắm, nào rẻ thì mua rẻ thôi. Có lúc 107, 108 nữa đó, 200 mấy luôn. Ốc bu này rẻ không? 70. Bu lớn, bu lớn thì 70. Cà na nó gà cũng rẻ, cà na gà có mấy chục ngàn à. Cái lúc mà không có cả này 101, 102, có khi lên 150 luôn. Ngày có 80, 85 ngàn thôi. Nó vô mùa là rẻ lắm cô chú anh chị. Đồ ở chợ Bình Điền nó ngộ vậy đó, không có cái vượt giá lên mấy chục ngàn ký vừa bán vậy á. Ốc thế chị nói nhiều? 108 lần hả? Mắc hơn qua hả? Hôm qua quay cái nó 106. 106 là càng nhỏ. Nhỏ hả? Ừ, càng lớn. Sống luôn hả? Ừ, sống. Đấy, đậm đó. Rồi dương cầu nhiêu chị Bảy? Dương bự cho bá nhiêu ạ? Cầu 108. Nay rẻ hôm qua hả? Giá chẹp chẹp đó. Ốc muỗng này thịt rất là nhiều luôn hả? Này mắc không? Cái này 2 kg. Mắt này 2 kg. Sò dương này cũng vô giá rồi cô chú anh chị, nó bữa nào nhiều rẻ thôi. Bữa nay rẻ nên mua rẻ. Hôm nay bự nó 108. Có khi nó lên 250, có lúc thậm chí có lúc ở chợ này bán 400 ngàn luôn sò dương. Nay sò dương mà nay nó rẻ quá rẻ. Còn cô chú anh chị nào đi sáng tầm 6-7 giờ sáng nếu mà chợ còn rẻ dữ nữa. Nó sổ sổ hết. Chợ thì mua theo giá chợ thôi chứ tăng thì không có báo giá nhiều. Cô chú anh chị hỏi ủa báo giá thì mới mua, mà sò ốc thì mình đi chợ thì ngày nào đồ nó nhiều nó rẻ thôi chứ kêu báo giá sao báo. Lỡ như tăng báo rẻ bây giờ đồ nó không có, mắc quá rồi sao tăng mua được, sao giao tăng lỗ sao. Tại vì mình chỉ bỏ công đi chợ mua ăn ký 10 ngàn, cô chú anh chị xem kênh biết có nhiều người mới mua chưa biết kêu báo giá thì tăng không báo được nha. Bự dữ ha, bá luôn à. Mắc không? 70 à. Quá trời bự luôn ha. Trời ơi, bự. 20 con ký à. Bự thành cái móng chân luôn rồi, chứ móng tay. Thầy có 20 con ký à. Rồi, không có luôn à. Này, uống cô bự. Thôi. Tại mua có 8 con, dặn. Mua có 8 con à, không có dặn.
nay chủ nhật mà quên kiếm. Trái cua hả? Cua này nay nhiều rồi, cua nguyên dây vậy nè. Nhiều. Cua bự á. Mười mấy con chị ba? Mười mấy con không? Không hàng cứng hả? Trời đất ơi. 100 nè. Hả? Này có xài được đâu lấy. Dễ không mà hả? Con đi lựa con. Con kiếm hàng cứng với dao. Con hàng cứng nó cao hơn mấy chục nè. Vậy hả? Cao quá không lấy luôn. Tôi bán không gà không? Tại mối. Mối đây sai xài quen giá đó rồi. Cao hơn 20.000, 30.000. Đó, mà anh là vô kêu lấy cho gà, có đừng bỏ bỏ thôi. Cảm trời bán mà không? Cảm trời không? Cơm lọc. Hôm nay nhiêu vậy cô? 280. Cá bự mấy ký cân? Ký mấy bự nhất rồi hả? Cá này béo cực kỳ luôn. Béo thâu rồi luôn. Có cá trình ngợp nó mua về nấu lẩu là thâu rồi luôn. Béo dữ dằn lắm cô chú anh chị ơi. Cá này ngon lắm. Nướng cũng ngon. Nướng mà mỡ tôm tôm. Cái đầu này đầu khủng. Đầu này 60.000 ký cơ chú anh chị. Đầu này đầu cả ký lô á, đầu lớn nè. Dạ. 8 lạng ký. Đầu này đầu bự nha, cái đầu cá bự này nó mắc hơn. Có loại 40.000, loại nhỏ. Mày cá thu ảo. Thu ảo này nhiều giá nhiều rồi chị. 100 mốt à. Có loại 90 nữa nghe cô chú anh chị. Cá này là có nhiều người mua về làm chả lắm nè. Chim bữa nay ngon quá trời luôn. Cá này 5 con ký, 5 con ký tầm 160-170. Cái loại lớn thì nó 200 mấy đó. Kia thì 3 con ký. 3 con ký 200 mấy lần. Này. 2.2, 2.3. Mai xanh gà có thường không? Mai xanh có thường. Ngày nhiêu hả? Mai xanh bên đây có 130. Giờ cũng giá cũng xuống rồi. Mai vàng, mai trắng là bằng giá nhau. Mai xanh thì nói gì? Mây vàng, mây trắng, mây xanh, còn mây đen nữa. Nè, cầu mai nè, mập được mập luôn. Còi bự luôn, coi chú anh chị. Cái 130.000 á. Này là ngon im nhất trong các loại sầu mai luôn. Rồi, hôm nay quay đây là kết thúc clip của chú anh chị ơi. Đi về. Rồi hôm nay Tân tiếp tục đi chợ ngày 13 tháng 10 của chúng chị ơi. Này còn có cá này, cá khoảng 5 ký nè cô ơi. Gửi cho cha Thương ở Cần Thơ cho cô nha. Hôm nay còn gửi 100 ký. Đây là mắc 100 ký, 90.000. Mới điện tối nè. Thôi nhỏ này 3 ký mấy. Rồi, để chân đi. Kiếm con bự bự đi. Ủa sao chị làm em cho con ngồi đậu đi. Ê bà
đem qua mình trả lại qua nó mới trời. Dặn cá cá mười mấy ký chắc đợi chắc cỡ tháng tháng ngoài. Không, qua qua bảo của đi con này của Mỹ có à. Qua bảo không biết chừng nào. Thôi bữa nào có con 30 ký hú ý à. Mỹ là ngày đủ mấy nó còn nặng hơn của Việt Nam. Bữa nào có con 30 ký trường con ngon ngon. Cái này cô cũng nhận cá bự nè, cá mười mười mấy nhưng mà cá ngon quá. Cá này cũng rất là ngon. Hậu điện tối. Cá này ngon. Là lấy 100 ký không ơi? 100 ký. 100 ký à? Lấy trọt ra nữa nè. Bậy. Bắt bự ra anh có nhỏ để bán đi. Đẹp quá không? Đẹp, bao đẹp. Tổng cộng là 183 ký đó. 100 ký à. Có nhiều đâu, trong không có nhiều đó, 180. Này có mấy cá mú ngon quá trời, gặp chút kia hôm nay không có không giận tao ơi. Cá biển nè. Lắm mà. Nén. Nay có bò da ngon quá trời, bò da xay qua quán luôn. 1 ký 2 nè. Bữa kiếm con không ra. Hay khúc cái lạc. Này cá nhiều quá trời nhiều luôn cô chú anh chị ơi, chợ đồ nhiều. Muốn này vô cá nâu nuôi này mắc không? Này 200 à. Ồ, nhỏ nhỏ mắc dữ vậy ta. Cá dập đá nó rẻ hơn. Sống thì mắc quá ha. Hôm qua có hai có vô. Qua không có vô. Cái gạm sơ năm nay ít người ta vô có đợt cái mất tiêu luôn trời, mỗi năm là cũng lâu lắm mấy con nước luôn á. Mỗi năm nhiều lắm. Tự nhiên năm nay vô có đâu được có con nước hai con nước rồi là hết luôn. Hôm nay có cá khoai, cá phèn nè. Đang làm hả? Hai con này hả? Này giá nhiều vậy? Có 350. Bự nữa thì 600. Con ngọc. Sao không lấy lại con bự luôn? Đang bự tốt. Nãy kêu bự cá lớn mà. Trăm mấy? Trăm mấy? Làm đi. Là đủ 5 ký luôn đúng không? Con là 3 ký, 2 ký. Làm đi. Làm đi. Chị thấy cá bự mà, cứ làm đi. Miếng này là 150 hả? Chẻm phi lê, chẻm thiên nhiên coi chú gì. Làm sạch xương. Rẻ cái giờ rẻ. Con ký là 8, 8 200 luôn. Rẻ mấy chục ngàn. Chèo gà bao nhiêu vậy? 175 à, bự quá trời sò luôn.
Canh canh không à? Bên đây bên kia 160 coi chú anh chị. Đây dầm bảy làm. Đây là bự lắm luôn, vô mùa rồi. Gà nuôi được rồi. Gà có chàng bầu lại, họ kiếm con không ra nữa nè. 270 coi chú anh chị. Cá này rất là mắc luôn. Cá này làm khô ngon, mắm cũng ngon. Mấy trăm ngàn ký mà làm ngon sao được. Sao quá xài. Giá này hôm nay cũng 200 mốt hả chị? Hả? 200 hả? Hả? 200. Nhiêu? 200 hả? Nay xuống hả? Chắc hả rồi. Hổng 201 rồi, 220 rồi, bữa nay còn 200 nha chú anh chị. Nay đẻ rồi. Nay hại giá rồi. Mai có hả? Mai có tôm phải không? Nay có rồi. Nay có ít hả? Mai có tôm tôm sú Cần Giờ nghe cô chú anh chị nha. Mai bắt đầu có rồi đó. Xuống quán canh nè. Còn mạnh lắm. Thiên nhiên. Thiên tai giờ không có đâu, thiên tai mùa này thiên tai không có đâu. Nhiều vậy anh? Giá cũ. Ừ, mới xuống nó mới đã. Bự á, bự có bự nhiều thì 550 hả, còn nhỏ xô xô vậy thì 5 xị. À ha, 20 con nhiêu? 320 hả? 25. 26. Này hàng thiên nhiên, hàng Cần Giờ không đó. Nói bộ mà đẹp quá ha. Này, cái này mua gửi Chu Sơn nha, 2 kg bao tử nè. Đẹp 150. Rồi hôm nay Tân quay đến đây kết thúc clip của chú anh chị ơi. Bữa nay Tân cũng ra trễ với lại mua có cá ngừ với mớ đồ cho cô chú anh chị à. Mấy này chợ chay nên đồ cũng thế. Ngày vô có tôm sú và tôm đất nha cô chú anh chị. Có ăn thì lúc gài có nha. Cô chú anh chị nào mà đợi mấy con tôm đó thì lúc gài có rồi đó. Cô chú có ăn thì nhắn nha. Tại vô chợ chay vô gầm là bắt đầu có. Mấy con đó chỉ vô nước mới có đồ thôi.